Xin chào cô chú anh chị và các bạn. Hôm nay dì Hai gửi đến cô chú anh chị và các bạn cách làm bún gạo xào. Thì gần 3 tháng nay rồi không còn hàng quán bán những cái món ăn sáng nữa. Thì hôm nay dì Hai giới thiệu đến các bạn cách làm bún gạo xào mà dì Hai làm bán dưới quê, để các bạn làm ăn sáng với gia đình thật là nhanh và bằng những cái nguyên liệu cũng thật là đơn giản thôi. Cùng với cái cách nấu nước tương sao cho nó đậm đà và thơm ngon, để các bạn có thể làm đi ăn cũng như đi bán. Thì mời các bạn cùng xem cách làm của dì Hai nghe. Mời các bạn cùng xem qua cái phần nguyên liệu để làm bún gạo xào. Thì hôm nay dì Hai làm bún gạo xào chay. Nguyên liệu cũng rất là đơn giản thôi, gồm có rau củ quả, đậu hũ, hành và bún gạo là 250 gram. Đầu tiên là mình đi chiên đậu hũ nè. Thì đậu hũ thì mình dùng 8 đến 10 miếng nha. Đậu hũ thì mình cắt ra làm đôi, mình cắt theo chiều dọc. Rồi mình chiên cho nó vàng, cái mặt màu trắng mình mới vừa cắt đó. Chiên đậu hũ thì mình cũng để lửa vừa thôi nha. Và mình chiên cho đến khi nó đầu nó thấy nó vàng rồi nè. Đó, nó vàng như vậy rồi thì bây giờ mình lấy vợt mình vớt ra. Rồi mình để trên ráo dầu và mình đi cắt cái đậu hũ này cho nó nhỏ ra nha. Và một củ hành tây là 50 g. Hành tây thì mình cắt sợi hơi to bản một tí nha. Và 50 g hành lá. Hành lá mình cũng cắt khúc ra luôn nè. Cải ngọt thì mình dùng đây là 100 g cải ngọt. Thì các bạn không có cải ngọt thì sử dụng cải khác cũng được nữa nha. Và 100 g bắp cải. Bắp cải thì mình cũng cắt sợi ra luôn. Thì các bạn ở nhà mà có rau nào thì mình sử dụng rau ấy cũng được nha. Và mình cho vào trong thau này. Rồi mình bào cà rốt. Ví dụ như các bạn thích ăn rau nhiều thì các bạn cũng có thể tăng thêm cũng được nữa. Rồi bây giờ mình đi pha gia vị. Mình cho 1 muỗng cà phê muối nè. Thì mỗi loại 1 muỗng cà phê, 1 muỗng cà phê hạt nêm chay, 1 muỗng cà phê đường và 1 muỗng cà phê bột ngọt luôn. Các bạn nào không thích ăn bột ngọt nhiều thì dùng nửa muỗng cà phê như mình thôi nha. Rồi mình hòa cho đều lên nè. Vì mình xào nó nhanh lắm, các bạn nên pha gia vị trước nha. Rồi bây giờ mình đi xào. Rồi mình đi xào rau củ nè. Mình cho vào đây một ít dầu ăn nha. Xào rau củ cũng mở lửa lớn cho nó giòn nó xanh. Dạ. Đầu tiên mình cho ít hành tím vào trước nè. Rồi mình cho hành tây mình cắt sợi to vào luôn. Trộn đều lên ha. Trộn đều lên, trộn qua một lượt như đó. Rồi mình lấy cái cải ngọt hồi nãy mình cho vào luôn nha. Rồi cho cải ngọt vào trước nè. Vì cải ngọt nó lâu chín hơn mấy cái rau cải còn lại. Thì mình xào sơ qua cho cải ngọt nó bắt đầu nó chín tái đi, rồi mình hãy cho rau củ khác vào nha. Cái ngọt nãy giờ mình xào cho nó sơ qua như vậy rồi nè. Đó, rồi thì bây giờ mình cho rau củ còn lại vào. Rồi cho giá vào luôn nè. Mình nêm vào 1 muỗng cà phê đường trước ha. Cho đường vào trước đi cho rau nó giòn hơn. Dạ. Cho đường vào trước để rau củ nó được giòn hơn và nó giữ được cái màu xanh của rau củ đó. Rồi mình cho 1 muỗng cà phê gia vị hồi nãy mình mới trộn vào nha. Còn lại thì lát nữa mình cho vào trong bún. Rồi bây giờ mình trộn đều lên. Trộn sơ lên nữa là mình tắt bếp được rồi nha. Các bạn ơi, cho gia vị vào xong rồi các bạn cũng đừng xào lâu quá. Xào lâu quá là rau củ của mình nó ra nước. Rồi đi tắt bếp rồi mình cho hành vào. Thì cái lúc này cái chảo còn nóng lắm. Nên các bạn cho hành vào rồi các bạn đảo vài lần đi ha. Để cho hành bắt đầu nó xanh lại. Nó chín tái lại đó. Thì mình cho ra rổ nha. Đổ vào rổ cho nó ráo nước. Dạ. Bây giờ mình đi nấu nước tương. Mình dùng nửa muỗng canh đường cát có màu vàng ha. Và mình cho vào trong này khoảng 1 muỗng canh nước. Con xào con làm nước tương cho ngon nó mới ngon. Con thắng đường cho nó lên màu đỏ rồi đổ nước lên. Dạ. Mình thắng cho đường bắt đầu nó thơm lên đây nè. Và bắt đầu nó có cái màu nâu nâu đỏ đỏ rồi. Đỏ rồi đổ nước vô. Rồi nâu đỏ như vậy rồi cái mình tắt bếp cái nha. Rồi mình cho vào nửa chén nước. Nhưng mà khi cho này cái bạn cho một ít trước. Rồi nguội lại tí rồi mình hết nước vào nha. Rồi mình mở bếp trở lại nha. Và mình dùng đây là 2 muỗng canh nước tương và 1 muỗng canh đường. Các bạn xúc vung vung nha. 1 muỗng cà phê muối, 1 muỗng cà phê giấm. Bỏ giấm vô nó ngon hơn. Nó ngon hơn là mình dùng chanh hả nhỉ? Ngon hơn chanh. Dạ. Rồi mình nấu cho nó vừa tan đường ra như vậy là được rồi nha. Thì dì Hai nói đó là nấu nước tương á, mà mình cho nước tương hoàn toàn luôn nó không có ngon bằng ha. Ở trên muối, mỗi dùng muối bột để cho nó đậm đà ha. Cho đậm đà hơn. Mình nấu nước tương không hoàn toàn được không? Nó lật lạc nó không ngon. Không ngon hả? Và khi nước tương mình nó nguội rồi các bạn hãy cho ớt vào nha. Để cho ớt này nó được nổi lên trên mặt nước tương. Thích ăn tỏi bỏ tỏi vô cũng được. Mình băm tỏi bỏ vô hả Hai? Ừ, dạ. Băm tỏi vô. Rồi mình dùng 1 gói bún gạo này là 250 gram nha. Dai là bán mua bún gạo 3/5 á, bự á, ngon nó dai hơn mấy bọc nhỏ. Mình cho vào 1 muỗng cà phê muối nha, 1 muỗng cà phê dầu ăn luôn nè. Rồi mình cho nước sôi vào hả chị Hai? Nước sôi thì sôi, châm vô cho nó mềm. Mình cho bún gạo ngâm trong cái nước thật là sôi ha. Thì mình ngâm tầm khoảng là 5-7 phút. Bún gạo nãy giờ mình ngâm khoảng 7 phút thôi nè. Bắt đầu mình thấy cái sợi bún nó trong lại rồi. Nó trong và nó dịu lại rồi đó. Thì bây giờ mình vớt ra nha. Vớt ra rồi các bạn trộn thêm tí xíu dầu vào trong bún nha. À, tiếp tục là mình đi xào bún. Thì xào bún thì mình cho hơi khá dầu ăn nha. Để cho cái sợi bún nó được bóng hơn và nó không có bị dính vào nhau. Rồi mình cho thêm ít hành tím cho nó thơm. Các bạn nào không ăn được hành tím thì có thể thay thế hành tím bằng hành boro nha. Sau khi mình thấy cái hành bắt đầu nó thơm rồi nè, thì các bạn giảm lửa nhỏ lại nha. Rồi mình cho bún vào nè. Thì cái bún này hồi nãy mình trụng đó, nó cũng chín rồi. Thì bây giờ mình chỉ xào sơ lên cho nó nóng lên, nó thơm cái hành này là được nha. Đó, mình xào sơ lên với lửa nhỏ, cho bún nó nóng lên như vậy là được rồi. Bây giờ mình nêm hết cái gia vị hồi nãy vào luôn nha. Và mình trộn đều lên cho gia vị nó tan ra nữa là được. Các bạn ơi, khi xào bún này các bạn xào lửa thật là nhỏ thôi nha. Để cho bún nó không có bị dính chùm nè. Đó, gia vị nó tan đều ra như vậy được rồi. Các bạn đừng xào lâu quá, bún nó bị nát đó. Rồi tắt bếp nha. Tắt bếp rồi mình cho rau củ hồi nãy mình cho vào rổ nè. Cho vào đây. Và đậu hũ vào luôn. Đậu hũ thì mình chiên xong, mình cho rổ ráo dầu. Rồi mình cắt sợi nhỏ nha. Đó, như vậy là cái bún rạo của mình đã xong rồi nè các bạn ơi. Đó, rất là màu sắc rất là bắt mắt luôn ha. Cái này con thấy cái rau hơi nhiều vậy Hai? Ngon. Rau nhiều ăn nó ngon, bún nhiều nó ngán lắm. Bún gạo xào xong rồi thì mình ăn kèm với hành phi, với đậu phộng, với nước tương ha. Nước tương thì mình ăn cái nước tương mặn mặn ngọt ngọt và có vị chua thật là nhẹ thôi nha. Và khi mình nếm thử cái nước tương thì mình sẽ cảm thấy nó đậm đà và vị chua rất là nhẹ, có vị cay cay, ăn rất là ngon luôn. Các bạn nhớ là phi hành phi để sẵn. Thì cách làm hành phi hôm trước Phượng có giới thiệu cái cách phi hành giòn lâu và để được lâu rồi đó. Rồi mình gắt đậu phộng lên, mình trang thêm nước tương nữa thì rất là ngon luôn. Các bạn thử làm cái bún gạo xào chay này cho gia đình ăn buổi sáng nha. Nhanh gọn lẹ và rất là dễ làm luôn. Trong mùa dịch này thì cái món bún này rất là tiện lợi và nhanh chóng. Để đợi bữa cho gia đình ăn những cái bữa ăn sáng thật là ngon miệng nha. Và như vậy thì mình đã chia sẻ xong cái cách làm bún gạo xào rồi. Và mình cũng xin chào nha. Xin chào các bạn nha. Và hẹn gặp lại các bạn trong video lần sau ạ.